Nạn móc túi quấy rối tình dục trên xe buýt đã trở thành nỗi sợ hãi của nhiều người, nhất là các nữ sinh. Việc gắn camera theo dõi trên xe buýt hiện được xem là giải pháp khả thi hạn chế vấn nạn này. Hợp tác xã 19 tháng 5 đã sớm triển khai thí điểm gắn camera trên xe buýt. 51 chiếc xe buýt số 33 chạy tuyến bến xe An Sương, Suối Tiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đều được gắn 3 camera giám sát. Việc theo dõi trực tuyến giúp bộ phận quản lý có thể trao đổi thông tin dễ dàng với lái xe hay nhận phản ánh từ hành khách thông qua những ứng dụng sẵn có của phần mềm và chiếc loa được gắn ở mỗi xe. Điều này sẽ giúp đơn vị quản lý can thiệp dễ dàng hơn khi trên xe có sự cố, đặc biệt khi phát hiện đối tượng có hành vi móc túi sàm sỡ. Bộ phận theo dõi thông báo ngay đến tài xế. Tài xế sẽ dừng xe và có biện pháp phối hợp với cơ quan công an gần nhất để xử lý. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, từ khi gắn camera đến nay, trên tuyến xe buýt số 33 chưa gặp trường hợp móc túi sàm sỡ nào. Các đối tượng này cũng biết có gắn camera nên không dám lên xe thực hiện hành vi. Điều này cho thấy việc gắn camera bước đầu đã có những hiệu quả tích cực.